Em làm gì sợ hả? Đã có, tim chị muốn rớt ra ngoài luôn á em. Xin lỗi chị. Ông sĩ có nhà không? Dạ, chú chưa có về. Dạ. Mà chị kiếm chú sĩ hả? Đâu có kiếm chi đâu. Hỏi để gặp chị chào một tiếng thôi. Dạ. Chị đi uống nước. Dạ. Khô cổ luôn á. Ủa, chú mới về hả chú? Dạ. Chú ơi, chú đói bụng không? Để con dọn cơm cho chú nha. Không cần đâu, chú lấy chút đồ chú đi liền à. Dạ, vậy thôi con đi làm việc nha. Cô núp tôi hả? Có đâu. Vậy mình nói chuyện chút đi. Nói gì? Cô hay lắm. Hay gì đâu. Ai? Gì vậy? Nhờ cô, ghế và laptop trong phòng làm việc của tôi bị nghỉ hưu non. Cô phải xin lỗi tôi. Tôi coi á, có thành khẩn không? Tôi sẽ giảm án phạt cho. Ủa, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu là anh nghĩ là tôi làm mà bắt tôi xin lỗi anh nữa? Cô nói là cô không làm đúng không? Bộ tôi là con nít hay sao mà tôi làm ba chờ rẻ tiền đó. Cô bị đập bắt tôi xin lỗi anh. Cô phải xin lỗi tôi. Camera trong phòng ghi lại hết trơn rồi. Sao? Cô không muốn xin lỗi chứ gì? Cũng được. Thôi, giờ tôi nhờ công an giải quyết. Tôi xin lỗi. Cô nói gì tôi không nghe rõ. Xin lỗi không thành tâm gì hết. Nè, quá đáng thôi nha, tôi đã xin lỗi rồi mà. À, thái độ vậy, thôi nói chuyện với công an đi. Sao? Tôi xin lỗi. Tôi nói tôi xin lỗi được chưa? Sao tôi thấy không thành tâm gì hết? Chỉ cách cho nè. Quay lưng lại. Khoanh tay xin lỗi đi. Nè đừng có quá đáng nghe chuyện đó, giờ tôi nhịn anh lắm rồi đó nghe chứ. Nói chuyện với công an nè. Xin lỗi em mới không dám lỗi. Tại lần đầu cũng như lần cuối. Để tôi phải suy nghĩ cái lời xin lỗi của cô như thế nào, xem có thành tâm chưa. Điên thái thiệt chứ. Xin lỗi lần này cũng như lần cuối, tại thiếu suy nghĩ. Cái này cô tự quỳ nha, tôi không có kêu. Bình thân. I O Dương. Nhưng mà nhớ nha, nhớ là đó là cách phát âm chứ không phải là cách viết đâu, biết không? Nếu mà em muốn dễ nhớ. Nè. Hey. Một á là cô ăn xong rồi dạy. Hai là dạy xong rồi ăn. Cô không biết lịch sự hả? Cô biết, nhưng mà bây giờ cô đói bụng quá, cô không ăn là cô sẽ bị đau bao tử xỉu á. Ăn không? Thôi, không ăn đâu, ăn mình đi. Bánh chuối đây mọi người ơi. Ủa, đang học mà đem bánh chuối đây làm gì? Thì ăn no rồi mới học được chứ. Bánh chuối, bánh chuối, bánh chuối. Thôi mọi người ăn nha, em xuống dưới làm việc tiếp đây. Bánh chuối, bánh chuối, bánh chuối, thích bánh chuối. Ăn đi. Nè. Ăn đi. Ủa sao em nói chuyện với cô kỳ cục quá vậy? Mà sao em nói chuyện với tâm ý vui vẻ, lịch sự, dễ thương quá vậy? Tôi thích rồi sao? Em làm cho cô tổn thương thiệt á. Nè, từ đây về sau nha, em đối xử với cô làm sao cô sẽ đối xử với em lại y chang như vậy, cũng sẽ bất lịch sự giống như em bất lịch sự với cô vậy đó. Ủa sao cô so đo vậy? Ừ, cô so đo vậy đó, rồi sao? Thôi cô im đi, ăn đi. Cô không im á, cô ăn chừng nào là chuyện của cô. Chuyện quan trọng bây giờ là em không
mất lịch sự với cô nữa. Em phải kêu cô bằng cô, em bằng em, biết chưa? Cô, em, cô, em. Đề nghị lần 1 của Trần Diễm My. Không bao giờ. Đề nghị lần 1 vô hiệu. Bồ toàn làm mấy chuyện không đâu không à? Bồ rảnh lắm hả? Ai biểu tại nó thô lỗi với tôi làm chi? Nói chuyện với Tâm Mía thì nhã nhặn, nói chuyện với tôi thì cọc cằn. Đúng là tức thiệt ha. Nhưng mà bồ dùng mấy cái đó định làm gì nó? Mấy cái này á hả? Lần này tôi sẽ sử dụng chiến thuật để làm cho nó thay đổi cách xưng hô với tôi. Tôi chắc chắn chiêu lần này của tôi sẽ thành công. Diễm My 96 này, nói được là sẽ làm được. Nhưng mà tôi thấy mấy cái đó không có hiệu quả đâu. Nè, thôi nha, lần này tôi quyết tâm rồi đó. Bà đừng có mà bàn ra. Bà đi về phòng của bà đi. Nhưng mà tôi nghĩ là nó làm như vậy chắc chắn thì có lý do. Lý do gì? Bồ không biết hả? Vụ gì? Dù tôi ta có cách xa bao nhiêu, tình yêu chị em đâu có chi phải lo. Đi về, đi về, đi về, đi, đi về. Tùm bậy tùm bạ không à? Nè, làm cái gì nhanh nhanh cho tôi ăn đi, tôi sắp trễ giờ rồi đó. À, tôi biết rồi. Biết trễ rồi sao không biết dậy sớm chút? Tại vì hôm qua con thức khuya quá đó ông. À nè, nè, nè nè, có làm gì làm đừng có bỏ bù tạc nha. Tôi ăn bù tạc không có được đó. À, tôi biết rồi. À, anh Nguyên, sao anh cứ hay gọi chị em là nè 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 vậy? Chị em đâu có tên là nè nè đâu, chị em tên Tâm Ý mà. Thì gì nó nói đúng á. Người ta lớn hơn con thì gọi bằng chị. Rồi sắp tới gọi bằng chị nha không? Dạ thôi, con đâu có định kêu như vậy đâu. Sao không được kêu như vậy hả? Người ta lớn tuổi hơn con, tiên học lễ hậu học văn, gọi bằng chị có mất mát cái gì đâu. Gọi bằng chị nghe chưa? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Cảm ơn. Cảm ơn chị. Dạ không sao đâu ông, để từ từ thoải mái gọi cũng được mà. Đúng rồi ông, thoải mái ăn đi, con sắp chảy giờ học rồi nè. Ủa, tới sớm vậy chưa tới giờ học mà. Đúng rồi, nhưng có một chuyện cô cần làm với em trước khi chúng ta vào học. Chuyện gì? Nói đại đi. Tên 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 tên. Xin giới thiệu với em, đây là bản xác định xưng hô. Trên bản có nhiều cách xưng hô giữa cô và em. Tí nữa em sẽ phóng mũi tên vào đây. Trúng cái số nào thì em với cô sẽ quyết định là từ ngày hôm nay trở đi chúng ta sẽ xưng hô với nhau bằng cách đó. Đầu tiên có thể thấy ở đây số 1 là cô, em. Số 2 là chị, em. Số 3 chị My và em. Số 4 cô My vẫn là em. Rồi bắt đầu đi. Nè nè nè, cầm vô. Cô đưa tôi cái này làm chi? Thì em phóng vô đây nè. Chúng cái nào á thì em á sẽ là sẽ kêu cô như vậy đó, hiểu không? Đây, qua đây, đi, qua đây, qua đây, đứng, qua đây, đứng, qua đây, đứng. Bỏ cặp xuống, bỏ cặp xuống. Rồi, chuẩn bị chưa, chuẩn bị chưa? Nè nha, cô xoay nha, cô xoay nha. Chuẩn bị nha, tư thế sẵn sàng nha. Cố gắng lên nào, để xem từ đây về sau Nguyên sẽ gọi cô bằng gì đây. Chuẩn bị. Cô rảnh quá, không ai chơi cô hả? Bắn đi mà, bắn đi nè, cô xoay lại nè nha. Cố gắng lên nào, vô tư thế nè, 2, 3. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, xoay kì, xoay kì, xoay kì. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Em nghĩ sao mà em làm vậy với cô vậy hả? Thì biểu cô kêu tôi làm chi? Cái gì vậy? Không có gì đâu. Em nghĩ sao mà nó làm cô vậy nè? Em nghĩ là em quá đáng vừa thôi á nha. Cô chỉ muốn em kêu cô là cô hay là chị thôi mà. Cũng khó khăn với em vậy hả? Đề nghị lần 2 của Trần Diễm My. Cô không muốn rồi sao? Đề nghị lần 2 vô hiệu. Bà làm gì vậy? Bộ làm hết hồn à? Bà mới làm tôi hết hồn á. Bộ làm tôi hết hồn á. Mỗi lần nghĩ tới nó là cái đầu của tôi mới muốn nổ tung lên vậy nè. Trước sau gì tôi cũng phải bắt nó xưng bằng em mới được. Tôi phải thành công. Bớt giận đi, hạ hỏa đi. Hay là nó tưởng bộ là con nít nên nó mới như vậy.
tưởng tôi là con nít hả? Đúng phải. Gương mặt tôi tươi vậy nè, da của tôi lại căng bóng hồng hào nữa, như da em bé vậy đó. Nhìn mặt bồ còn trẻ quá ha. Tôi nghĩ là ngày nào bà cũng ăn mặc đồ như con nít á, nên nó tưởng bồ ngang hàng với nó, nên á nó mới xem thường bà thôi. Bà thử mặc bộ đồ nào mà hợp tuổi với bà đi. Ê, ý bà nói là bình thường tôi mặc đồ không hợp tuổi của tôi á hả? Mắt thẩm mỹ của bà có mắt thẩm mỹ không vậy? Mắt bà có bị gì không vậy? Bị gì? Ê, ê. Sao tới sớm vậy? Chưa tới giờ mà. Thì tới sớm vậy thôi. Nguyên, hôm nay em có thấy cô có cái gì đó khác không? Có thấy. Mặc đồ già hơn. Nhưng mà quý phái. Già khú đế thì có. Già khú đế. Nè bà cô già, chưa tới giờ học, tự kiếm chỗ ngồi đi. Mình quá đáng không vậy? Hôm nay em thấy cái phong cách của cô vậy, em không thấy có sự thay đổi gì hả? Cô nhìn cô chững chạc và quý phái mà. Mà sao nãy giờ có nè hoài vậy hả? Em không biết là sự là gì hả? Tôi không có nè nha. Tôi nói rõ ràng, bà cô già. Thôi được. Mặc dù em nói chuyện với cô như vậy, nhưng mà cô cũng sẽ bỏ qua, tại vì cô không phải là người nhỏ mọn. Mà Nguyên, dù sao á, cô cũng dạy học cho em mà. Cô có lớn tuổi hơn em mà đúng không? Cô chỉ mong muốn em nói chuyện với cô nhỏ, nhẹ, đàng hoàng, lịch sự. Gọi cô bằng một tiếng cô, xưng em thôi mà. Khó với em quá hả Nguyên? Cô muốn nghe đến như vậy hả? Vậy thì cô về cô kêu em cô gọi đi. Cô có muốn kêu em cô gọi cho cô? Cô không được. Nếu mà bây giờ em trai của cô nó còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi em. Khóc hả? Tôi xin lỗi, tôi không có biết. Sao? Em không biết, em không có lỗi. Thôi cô ngồi xuống đây đi. Chắc là cô nhớ em cô lắm. Nhớ lắm. Cô giỡn mặt với tôi hả bà nội? Đừng qua mặt tôi hả, đừng có mơ. Đi ra. Đề nghị lần 3 của Trần Diễm My. Cô diễn dở ẹt, chưa bị chọi đá thúi đầu là hên rồi đó. Đừng có hông. Đề nghị lần 3 vô hiệu. Cái bà này có điện thoại quên hoài. Cái não chắc đi cầm đồ rồi. Nguyên, còn rảnh không? Dạ. Thằng nhóc nó thiệt tình. Sao nó chứ quý không xưng mình bằng chị, xưng bằng em vậy ta? Nói chuyện với tâm ý thì khác, nhẹ nhàng, đàng hoàng, lịch sự. Tức quá. Ê, cô ơi cô, em nè. Chạy. Chị ơi, chị! Ủa, cậu gọi tôi hả? Đúng rồi, ba em có chút thay đổi về hồ sơ.
cho nên là kêu em chạy ra đây đưa cho chị nè. À, nhưng mà địa chỉ thì không có thay đổi đúng không? Đúng rồi. Mà sao tự nhiên bữa nay cậu gọi tôi là chị vậy? Ờ dạ. Ờ, nếu mà chị thấy ngại thì thôi. Không, không sao đâu. Cậu muốn gọi sao cũng được mà. À, vậy mốt chị cũng được khách sáo với em nữa nha. Ừ, tôi cũng đang cố nè. Thôi tôi đi nha. Thôi, chị đi. Tại sao em lại đối xử với cô như vậy? Gì vậy? Không có gì. Ê cô, tại cô rớt nhà tôi á, mau vòng lại lấy đi. Ê cô, ê cô, kêu bằng chị đi, kêu bằng chị xưng em đi. Tại sao em không kêu bằng chị đi? Kêu bằng chị đi, xưng em, kêu bằng chị xưng em đi được không? Đi hả? Kêu bằng chị đi, kêu bằng chị xưng em đi. Cô nhìn người ta nhìn cô kìa. Cô bị điên thì rồi, thả tôi ra đi. Ủa, cậu ăn xong nói để tôi nấu cho. Thôi em tự nấu được rồi. Ờ, thôi để tôi lấy thêm xúc xích với trứng nha. Không, không, không cần đâu, không cần đâu. Ăn gì cũng được rồi. Lấy mới ngon chứ. Ừ. Tâm Ý à. Dạ. Nè, ông nói là muốn ăn bò kho. Con lấy đồ tủ lạnh nấu bò kho giùm cô nha. Dạ. Ủa, cái gì mà? Cái gì nữa hả? Tại sao bà kiểm tra điểm thấp vậy không đưa cho mẹ coi? Con lại thi là thi tiếng Anh là con nước chót lớp hoài vậy hả? Dạ. Mẹ này kỳ quá không? Mẹ cũng là giáo viên mà. Sao mày lại tự ý xem bài kiểm tra của con? Con dám nói mẹ tự ý nữa hả? Dạ. Mẹ cảnh cáo nha. Mẹ đang đợi điểm thi cuối kỳ của con đó. Môn tiếng Anh mà thấp điểm đứng chót một lần nữa. Biết thì mẹ hay chưa? Mẹ nói hoài à. Mẹ nói rồi đó. Mẹ chờ điểm thi cuối kỳ đó. À, Nguyên ơi. Có trứng xúc xích nè. Để tôi làm cho nha. Ừ, ngon, em ăn xong không rồi. Ồ, xong rồi hả? Ừ, mày vừa dọn cho em đi. Ờ. Chị ơi, lá ăn cơm xong mình học nha. À, Nguyên ạ. À. Sao rồi chị? Ừ, từ nay cậu không cần dạy cho tôi nữa đâu nha. Ủa? Có chuyện gì hả chị? Thì tại cậu cũng cần thời gian để học mà. Tôi cứ phiền cậu hoài vậy cũng kỳ. Từ nay tôi sẽ ráng tự học. Cậu sắp thi cuối kỳ rồi, cậu cố gắng lên nha. Nha. Ờ. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi nha. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Ờ. Dạ. Tâm Ý. Ủa chị, có cậu Nguyên ở nhà không? Dạ không. Mà có gì hả chị? À, không có gì. Dạ. Mà Tâm Ý ơi. Dạ. Chừng nào mà cậu Nguyên về em chạy lên lầu em báo chị biết nha. Dạ. Cảm ơn em. Nhớ nha. Dạ. Cô tới rồi nè. Học thôi. Cái thằng này, cô giáo tới mà ngồi nguyên cục vậy hả? Muốn ăn đòn không? Muốn ăn đòn không? Cô My, bài kiểm tra cuối kỳ này nhất định tôi phải được điểm cao. Tôi sẽ cố gắng, cô giúp tôi nha. Hôm nay mình học tới đây thôi nha. Ủa sao vậy? Còn mấy ngày nữa thi rồi, mà còn quá trời bài luôn nè, nè, nè. Mình tôi học sao nổi? Ông trời ơi, ông ngước xuống đây mà coi. Sao bữa nay Trạng Nguyên xin đột xuất nè ông trời ơi. Tôi đang nghiêm túc đó. Em đang nghiêm túc lắm hả? Ừ. Được rồi, nếu mà như em thật sự nghiêm túc siêng năng như vậy thì lần này chúng ta phải cùng nhau cố gắng mới được. Tiết sau cô sẽ dạy cho em những cái bài còn lại. Nhưng mà quan trọng nhất là ở em phải học thuộc từ vựng đó, biết chưa? Tôi hứa tôi sẽ cố gắng. Nguyên. Yeah. Cùng nhau cố gắng lên. Tiết sau đó cô sẽ soạn giáo án thiệt thiệt là tốt, thiệt thiệt là hay dành cho em. Cảm ơn cô. Cố lên, cố lên, cố lên. Cảm ơn cô.
Sao bà không muốn ăn? Dạ con thấy Nguyên còn đang học bài. Cái gì? Nó nói là nó đang học bài. Dạ. Cô có nghe lộn không vậy? Dạ hay là để con đem bánh sandwich lên cho cậu Nguyên nha cô. Nè, khoan đã. Dạ. Con lấy bánh ra đây đưa cho cô. Cô đem lên lầu cho nó. Cô là không có tin cái thằng này một bữa nay nó siêng năng như vậy đâu. Cái điều này là trốn lên lầu đọc truyện chứ gì đó. Cô lấy hết đề cương thi trên web về cho em hết rồi đó nha. Cảm ơn cô nha. Tại vì lần này cô thấy em quyết tâm quá, làm cho cô cũng hơi bất ngờ đó nha. Nhưng mà cô cảm thấy là đề cương hơi nhiều quá. Nếu mà làm hết lần thì hơi lâu quá nha em. Hay là nếu mà em rảnh á thì tối nay em qua thư viện gần nhà cô đi, rồi cô với em á làm thêm. Tôi biết rồi. Đây là lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên gì? Lần đầu tiên thấy cô giống cô giáo á. Dám nói chuyện vậy với cô á hả? Mà bây giờ cô mệt lắm rồi. Cô không có thời gian để mà gây lộn với em đâu. Vậy nha, tí gặp. Lát gặp. Mở xuống. Lấy tập vở ra nè. Câu này làm sao? Thật ra thì đến nước này rồi á, chỉ còn cách học thuộc lòng hết tất cả thôi à. Trời đất ơi, em bị dạy mất mũi hả? Hả? Trời ơi, đừng đụng, căng giấy, căng giấy đâu. Chết rồi, học cái gì mà dữ vậy nè Nguyên ơi. Đừng, đây. Đây, em khoan. Khoan. Gì vậy? Để xíu nè, cô đếm 1, 2, 3 lần ngước cái mặt xuống nhìn vô camera nha. Ôi sao vậy? Chụp tới hình kỷ niệm. Lâu lâu á em mới xuyên học vậy mà. Một năm á chảy máu mũi được mấy lần đâu, đúng không? Cô bị gì không trời? Trời ơi, ngước mặt xuống, ngước xuống. Cười. Nó chảy gì không? Chảy nhìn thấy cười. Lâu lâu em mới xuyên học vậy mà. Đúng không trời, dễ thương. Đi, đi. Nhét vô. Dễ thương quá anh à. Tỉnh ngủ luôn. Cô như biến thái vậy. Thiệt bộ. Học tiếp đi. Nè. Chạy đi. Chạy đi. Quá à. Đi ra ngoài một chút đi. Giờ luôn á hả? Công nhận ngồi ngoài này đỡ buồn ngủ thiệt á. Nhưng mà hơi gió quá. Nè. Cái gì vậy? Con mặc áo của em đi. Thôi cô không cần đâu, cô chịu được. Em con trai mà. Trời ơi. Cảm ơn em nha. Không có gì đâu, cảm ơn. Mà bình thường á, cô năn nỉ em muốn chết luôn. Mà em cũng không chịu tự học nữa. Sao tự nhiên vậy, siêng năng quá vậy? Thì tự nhiên nó vậy á. Tự nhiên nó vậy. Tại bình thường á là em không có tập trung học. Thì bây giờ mình thử mình tập trung học coi coi sức học của mình tới đâu. Nhưng mà em cảm ơn cô nha. Cái gì?
Trời đất ơi, cảm ơn cô hả? Ừ. Trời ơi, lần đầu tiên mới nói chuyện đàng hoàng với cô vậy hả? Mày đặt cảm ơn cô nào. Thì cảm ơn vì nhờ cô mà tôi biết được là sinh viên trường Nhân Văn tệ dữ vậy á. Tôi thề tôi không bao giờ học ở trường đó luôn. Dám nói với cô vậy hả? Em giỡn. Dám coi thường, dám coi thường trường cô nhỉ? Nè, cô nói cho em biết nghe chưa? Cỡ em, học lực cỡ em hả? Muốn vô trường cô cũng không có cửa đâu nha. Trường tôi tải quá, tôi học giỏi quá thì mời vậy tôi học. Vậy xuống ghế ngồi đi. Dỡ thì xuống ghế ngồi đi. Đi đi, xuống đất ngồi đi. Nó hoài luôn á. Trả nó. Thôi, họ trả đúng không? Là anh ngán chịu nha. Chị ơi. Ủa, quán. Cậu đi đâu vậy? Chị đang đi đâu vậy? Tôi đi siêu thị mua ít đồ nè. Em có điểm thi rồi nè. Có cao không? Không cao là mấy đâu. Nhưng mà nếu mà nó được thì tiếp tục học với em nha. Vậy là chắc điểm cao lắm rồi phải không? Không cao gì. Ta-da! Wow, 9.5 luôn nè. Giỏi quá à. Em mà. Chúc mừng nha. Chị Vy, hôm nay thằng Nguyên được 9.5 luôn á. Thiệt luôn á hả? Dạ, cả lớp ai cũng hú hồn luôn á. Đã quá vậy. Ủa, chị My. Hello, Tâm Ý. Ủa, Nguyên có nhà không em? Dạ có. À, mà chị biết gì chưa? Nguyên thi được 9.5 luôn á. À, vậy hả? Dạ. Ủa, tới rồi hả? Ờ, à, nè, chúc mừng em nha, thi được 9.5 luôn. Cảm ơn cô nha, cảm ơn cô lớn lắm á. Chị, có gì ăn không? À, cậu đói bụng hả? Ừ. Cô dặn á là cậu muốn ăn cái gì cũng phải chiều cậu hết. Vậy cậu muốn ăn gì? Chiều hết luôn. Vậy chị nấu cái gì mà dễ dễ nấu á? Dễ dễ hả? Vậy ăn mì gói xúc xích được không? Cũng được luôn. Ok. Ok.